Làn da bị nám mạng, nám đinh chân sâu, nặng như này, ai ai cũng nghĩ rằng Lâu lắm mới hết. Nhưng mọi thứ đều có thể nếu bạn đến với Mai Sa. Thế trước khi chị đến với Mai Sa, chị có nghĩ rằng Mai Sa sẽ loại bỏ được hết nám đinh với chị không ạ? Đã thử bên kia rồi, bên kia làm thấy không hết, chị cũng mất niềm tin lắm. Đây, sau khi làm bên đây rồi, chị làm cái kem của mình nữa đó, thấy nó hiệu quả, thấy cũng mừng. Ồ, thế làn da ngày xưa của chị bị nám sạm tàn nhang, nám đinh khá nhiều đúng không ạ? Đúng rồi em. Chị ơi, nhờ đâu mà chị biết tới Mai Sa vậy chị? Bạn chị đã từng đến đây để làm, đi thấy từ bạn chị nên chị có niềm tin ở Mai Sa. Thế sao của chị làm đẹp tại Mai Sa được mấy lần rồi? Mới một lần thôi em. Và da của mình xài được bao nhiêu bộ sản phẩm N3 rồi hả? Bộ luôn. Chị thấy chi phí một lần làm đẹp da chị với 800.000 đồng có hợp lý không ạ? Giá cả hợp lý. Thế ngày xưa làn da của chị như vậy thì có thấy tự ti không? Có. Mất tự tin có ngày đeo khẩu trang hoàng. Dạ, vậy với con bây giờ chị thấy làn da của chị thế nào rồi nào? Tự tin, nhiều người nói với chị là thay đổi rất là nhiều. Dạ. Làm ở đâu cũng chỉ nhiều người tới cái Mai Sa của mình. Chị có muốn chia sẻ hoặc gửi gắm lời gì đến thẩm mỹ viện Mai Sa không ạ? Nói chung là Mai Sa đã làm cho những người phụ nữ như mình đẹp hơn. Rất là cảm ơn chị Mai Sa này đã tạo ra những cái cơ hội cho những chị em phụ nữ đến đây để làm những cái nám đinh như mình, để mình có tự tin giao tiếp với khách hàng hơn. Mai Sa đã lấy lại làn da căng trắng sáng mịn màng cùng sự tự tin cho hàng triệu chị em khách hàng. Khách hàng hãy nhanh tay liên hệ đến hotline nhà Mai Sa để được Mai Sa tư vấn ngay nha. Hàng hiệu giá bình dân, khẳng định luôn thẩm mỹ viện Mai Sa đến là đẹp.